Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba ngã tư? Vậy bây giờ em sẽ hướng dẫn mẹo luôn để anh chị không bị nhầm. Mình thấy trong câu hỏi có cụm từ đặt trước ngã ba, chọn giùm em đáp án số 3 luôn thôi. Rồi em nhắc mẹo luôn vậy cho anh chị dễ nhớ nha, đặt trước ngã ba, chọn đáp án số 3 nha. Rồi câu tiếp theo, biển nào không cho phép rẽ phải? Bây giờ người ta không hỏi đặt trước ngã ba ngã tư gì nữa hết, cho nên chúng ta không thể dùng mẹo. Đây, biển nào không cho phép rẽ phải có nghĩa là khi mình gặp cái biển báo này, nhìn giùm em biển số 1, đây là biển hiệu lệnh tới đây bắt buộc mình rẽ trái. Trong câu hỏi hỏi mình không được phép rẽ phải, vậy khi biển này số 1 này đáp ứng đúng với câu hỏi, chúng ta đã có biển số 1. Xét tới biển số 2, đi tới đây, biển số 2 là có rẽ trái hoặc rẽ phải nào quý anh chị? Và trong đây hỏi nói trong câu hỏi hỏi mình là không được rẽ phải, cho nên biển số 2 này không đúng với câu hỏi, bỏ biển số 2 đi. Biển số 3 cũng tương tự như biển số 2 nè, cũng có cái đường cho mình rẽ phải hoặc đi thẳng. Mà như vậy thì trong câu hỏi hỏi là không được rẽ phải, cho nên biển số 3 này cũng không đúng với câu hỏi, chúng ta bỏ biển số 3 luôn. Chốt lại, cái biển nào không cho phép rẽ phải chỉ khi chúng ta gặp biển số 1, cho nên đáp án chính xác của mình là đáp án số 1, biển 1 nha. Bạn có thể đặt mua bộ sách mẹo 600 câu lý thuyết và 120 tình huống mô phỏng giúp bạn ôn thi cấp tốc và học dễ dàng hơn.